điểm nhấn, giường ngủ tân cổ điển, bê thờ. Như anh nói với Hương vừa rồi ấy, nó như là một bức tranh ấy. Thì tập trung điểm nhấn chính vẫn là cái trọng tâm, trung tâm này. Nó là một cái khung bao bọc, nó như kiểu là một cái gương của bộ bản phấn vừa rồi mà Hương xem ấy. Thì ở bên trong nó là một bông hoa, một đài hoa đang vươn lên. Đấy. Bên cạnh nó là những cái nhánh hoa đang nghiêng mình và có những chú bướm đang bay lượn, để cho một bức tranh ấy, nó sinh động, nó màu sắc và nó có sự chuyển động ở trong đó. Và đặc biệt nhất là cái phần khung giường bao bọc toàn bộ souvenir này, nó dày dặn, cứng cáp mà đục lại kênh bong, đường nét hoa lá rất là, và nó hòa quyện vào nhau. Thứ hai nữa là như này, cái vấn đề khâu dát vàng tỉa ấy, dát vàng tỉa rất khó. Để mà dát lên nó ấy, mà để tạo được khối như này không phải chuyện đơn giản. Cái sản phẩm đầu tiên ấy, công ty đã mất cả một tháng rồi. Dát lên sau đó lại phải tẩy đi, dát lên và tẩy đi. Sau 3 lần thì mới được một hình khối đẹp như vậy. Tại vì anh là người rất kỹ tính. Một sản phẩm mà anh có thể là hy sinh một sản phẩm tiền tỷ, nhưng nếu mà chưa đạt được cái cảm xúc của anh. Và bộ này cũng là như vậy. Sau 3 lần thì mới được một cái tác phẩm nó đẹp như này, sống động như này. À về... em thấy ở đây có hai chiếc táp khá là đồng điệu với cả tủ rượu với cả bằng phần, đúng không anh? Đúng rồi. Đây là một cái ngôn ngữ ấy, của cả thế giới đều có chung ngôn ngữ, nó sự có thể nhắc lại một bộ sưu tập. Khi em từ phòng khách, phòng ăn đi lên phòng ngủ ấy, thì lên phòng ngủ cũng là một bộ sưu tập như thế, để nó nhắc lại đây là một bộ sưu tập.